Mọi người thấy là các bạn thợ trang điểm hay dùng che khuyết điểm màu cam để che quần thâm không? Tự nhiên ta là thợ, ta nhận tiền của khách thì người ta phải che sao cho nó mất hết quần thâm mới lấy tiền được. Nhưng mà khi mà dùng cái màu cam á, màu cam nó bị cam quá đó, thì phải dùng một cái che khuyết điểm màu da, tiệp màu da để giảm bớt màu cam lại. Mà nhiều khi mình trang điểm cá nhân nhẹ nhàng trong trẻo thì mình đâu có thời gian để làm nhiều bước vậy, đúng không? Đúng không? Đúng không? Chính xác không? Mấy bà nghe trang điểm mà một bước, hai bước, tới bước thứ ba thôi là mấy bà ngán rồi đó, tôi biết. Kiểu như là ai cũng vậy á, muốn á, một bước thôi là che hết, che hết tất cả mọi thứ. Thôi giờ mình chuyển qua xài cái này đi. Nó cam vừa lắm, cam đầm thấm, cam nhẹ nhàng lắm. Cam kiểu mà trong veo đơn giản đó, trong mà kiểu như là một cái thôi là được á. Mình blend lên, nó không cam quá, nó mình một bước thôi là đánh nền lên là mình xong liền, rất là dễ dàng. Ủa quên, ai mà xài tay nữa. Bây giờ mà tán cho cái điểm là phải xài cọ. Nó ok hơn tay nhiều, nó đỡ bị dơ tay nữa, mà nó chắc cái che khuyết điểm trên cái mặt của mình. Đó được không? Trời ơi, sao đơn giản.